với chúng qua mình là Linh đây. Có thể anh em đã thừa biết là những vũ khí đồ gôn ấy, đồ gôn anh có thể thấy là nó đợt gần đây nó sẽ được làm lại và chỉnh sửa rất là nhiều. Có khi nó thành mũ khẩu SVIP, cơ bản nó được gọi là nâng lên, tăng thêm sức mạnh. Cái cung Golden Bow ở bên truy kích là sẽ có một bản tiến hóa của nó lên. Thì cái bản cập nhật này mình thấy nó khá là kiểu nó sẽ làm cho cái sức mạnh của khổ của cái vũ khí này nó tăng thêm rất là nhiều. Đầu tiên nó sẽ gần như một của MVP. Đầu tiên là cái khả năng là xem vũ khí là một này. Nó đẹp hơn, phải công nhận là nó nhìn đẹp hơn cái bản trước của nó rất là nhiều, lấp lánh hiệu ứng của nó. Đặc biệt nhất thì với chế độ AI các bạn, ở chế độ AI thì anh em có khả năng mà bắn một mũi tên mà trúng 3 đích. À không, nó thực ra là bắn 3 tên chứ không phải một mũi tên trúng 3 đích không. Một mũi tên anh có thể bắn được 3. Nó gần như kiểu là cái cung lửa ấy. Cái điều này rất là hay bởi vì là cái cung này, cái cung vàng nó đặc biệt ở chỗ là cái khả năng tạo băng. Tức là nó sẽ tăng cái tỷ lệ mà anh em đóng băng được quái vật. Phải nói cái điều này mình rất là thích luôn. Ok. Rồi, đấy là một số thông tin mà mình muốn anh em biết trước thôi. Còn đây là anh em sẽ xem tiếp tục clip và cho mình trải nghiệm về cái cung vàng sau khi mình được tiến hóa nhá. Cảm ơn anh em, chúc em một ngày vui vẻ. Thank you.